Đạo Phật nghĩa là con đường dẫn mình tới chỗ an vui, giác ngộ. Bởi vì chữ Phật nghĩa là giác ngộ, tỉnh thức. Đạo là con đường. Vậy thì chúng ta là những người đạo Phật, nghĩa là chúng ta đang mong mỏi đi trên cái con đường tỉnh thức, giác ngộ. Chứ không phải chúng ta chỉ đến với một tôn giáo và ở tôn giáo đó có một đấng thần linh tối cao thì chúng ta lạy lục để mà Ngài ban phước cho mình. Đạo Phật không lấy cái đó làm cái chính, mà Đạo Phật lấy cái sự tu tập để chuyển hóa tự thân, đem an vui thật sự cho chính mình, cho gia đình, cho xã hội. Bởi vì không thể nào chúng ta chỉ mong cầu mà chúng ta không thực hiện những gì chúng ta muốn được. Ví dụ như mình muốn có tiền mà không có chịu để dành, cứ xài phung phí hoặc là không đi làm thì làm sao có tiền được. Muốn có tiền thì phải đi làm, mà một khi đi làm rồi thì phải biết dành dụm. Vậy thì đi làm là nhân, có tiền là quả. Biết giữ tiền là nhân, dư ăn dư để là quả. Hay là để lúc mà mình phòng hờ những cái gì mình cần. Một học trò muốn có bằng cấp, muốn biết chữ thì phải tới trường chịu khó đi học. Tới trường đi học là nhân, biết chữ biết nghĩa là quả, có bằng cấp là quả. Như vậy dù chúng ta không tin nhân quả nhưng chúng ta không thoát vòng nhân quả. Chúng ta đang sống trong nhân quả. Bởi vì nếu mà cuộc đời này mình không cần phải là người đệ tử Phật mới tin nhân quả, vì nhân quả là một đạo lý trong cuộc sống này. Mà Đức Phật chỉ là người thấy rõ cái đạo lý đó và chỉ chúng ta, để chúng ta biết rằng có nhân lành thì quả lành. Thí dụ mình không đi học là nhân, dốt là quả. Vậy thì nhân quả cũng có tốt, nhân quả cũng có xấu. Thí dụ như giờ đi tu là nhân, thành được một cái người tu là quả. Mà đi tu xong chưa đủ, phải chịu khó học Phật Pháp, nghiên cứu giáo lý, chịu khó tu hành thì mới thành tựu được một cái gì đó cho cuộc đời mình. Cho nên sáng thí dụ mình ăn là nhân, no là quả. Sắc rau đi nấu là nhân, có bữa ăn là quả. Từ sáng tới tối sống không rời nhân quả. Vậy thì tại sao chúng ta không tin nhân quả? Nếu mà tôi muốn tin nhân quả, anh không tin cũng chẳng sao, nhưng mà anh không thể nào sống ngoài nhân quả đâu. Nếu mà mình không có muốn tốt thì tại sao mình phải làm tốt? Ví dụ như mình mà không muốn con mình đàng hoàng thì tại sao mình lại phải tìm cho nó cái môi trường tốt để nó đi học? Cho mình muốn luôn luôn làm cái gì cũng có kết quả. Thậm chí mở tiệm làm ăn, người ta phải tặng cho mình một bức tranh để biểu tượng là gì? Mã đáo thành công. Tặng cho mình một bức tranh những con ngựa chạy, chạy cho lẹ để sớm tới được bờ bến. Mình cũng như thế. Như vậy thì rõ ràng chúng ta phải xác định một điều: chúng ta là người Phật tử, hay là tự nhận mình tôi là đạo Phật, thì nhớ là đi chùa tụng kinh lại Phật, xin Phật cho con mạnh giỏi, bình an, dân sớ cầu an cầu siêu rồi đó. Cái đó là một phần thôi, cái đó không phải là cái chính của đạo Phật. Mà cái chính yếu của đạo Phật là tự thân mỗi người phải nỗ lực tu tập để mình có được sự an lạc thật sự, giải thoát thật sự. Chứ còn Phật không làm được gì cho mình hết. Vì vậy cho nên tất cả mọi danh từ Phật học, mọi danh hiệu của Phật đều mang cái ý nghĩa nhắc nhở chúng ta tu hành. Và thí dụ quý vị lạy Đức Quan Âm, ngoài ý nghĩa là cầu Ngài cứu khổ độ nạn cho mình,
Cái chính là mình phải làm gì? Học hạnh từ bi nhẫn nhục. Bởi vì nếu mà không nhẫn nhục ăn nổi không? Ai nói gì mình cũng săn tay áo, mình ăn thua đủ, ăn sao nổi. Muốn ăn thì phải nhẫn nhục, muốn ăn thì phải từ bi biết thương người. Mà hễ mình có lòng thương người thì tự tâm mình nó an tịnh, tự tâm mình nó dễ thương. Mà người luôn có lòng từ bi thì sống đối xử với tất cả mọi người bằng cái lòng từ của mình, bằng cái sự nhẫn nhục của mình. Người đó không muốn an cũng phải an. Tại sống đẹp vậy, sống dễ thương vậy thì những người mà người ta biết đạo lý sao ta ghét mình được. Cho nên cái rõ ràng, cái chính đó, là mình phải học hạnh của Bồ Tát. Học hạnh của Bồ Tát là học hạnh nhẫn nhục, học hạnh từ bi. Chữ quán nghĩa là chúng ta phải nhìn sâu thấy rõ. Cho nên mình hay tụng câu Bát Nhã Tâm Kinh là quán tự tại Bồ Tát. Bồ Tát quán tự tại là Bồ Tát gì? Cũng là Bồ Tát Quán Âm. Bồ Tát Quán Âm còn có danh hiệu khác là quán tự tại. Và thưa đại chúng, nghe chữ tự tại là thấy gì? Thoải mái, tự do, không có ràng buộc. Cho nên khi mà ta tạo cái tượng của Bồ Tát Quán Âm theo cái ngồi tự tại đó, dễ lắm, không có cái dáng gì đặc biệt hết đó. Cứ chân thòng xuống, chân co lên, ngồi thoải mái kêu tự tại. Và Bồ Địa Tạng tự tại cũng tạo cái tượng gì? Ngài ngồi trên một cái mỏm đá, rồi tay cầm cái tích trượng, ở dưới này chân thả dưới, chân co lên, ngồi tự tại. Còn hai chân mà chéo lại ngồi liêm diêm như kêu thiền định. Thấy không? Còn tự tại là ngồi thoải mái. Cho nên Bồ Tát tự tại, những cái dáng của các vị Bồ Tát tự tại là ta ngồi vậy đó. Thí dụ như hôm nào mình ngồi mình chống đang ngồi sao tự tại quá ha. Cho nên tự tại nghĩa là có một cái hình ảnh để biểu tượng, một cái hình thức nào đó mà không bị những cái ràng buộc. Nhưng mà cái tự tại nó khác với chữ tự do. Tự do là ai đó nhốt mình, ràng buộc mình mà mình mong có tự do, nghĩa là hình tướng. Nhưng mà cái người tự tại là tâm họ tự tại. Dù họ ở trong cái hoàn cảnh khổ, nhưng tâm họ không bị cái cảnh khổ làm họ khổ. Ví dụ như một cái người đó, họ chăm sóc cho một người chồng bị bệnh. Nếu mà cái người không hiểu đạo thì nói trời ơi sao nghiệp tôi nặng quá, tự nhiên vướng ông chồng bệnh. Nhưng mà cái người mà người ta hiểu đạo lý á, thì ta nghĩ sao? Tự tại. Thay vì tôi chăm sóc, thí dụ tôi đi làm trong bệnh viện tôi cũng chăm sóc người bệnh, phải không? Rồi giờ ổng khỏe tôi cũng chăm sóc, bệnh cũng chăm sóc, sống với nhau là phải chăm sóc cho nhau. Mình tự tại được cái chữ chăm sóc mà không cần biết là chăm sóc người, chỉ cần biết là chăm sóc người mình thương. Còn họ ở hoàn cảnh nào, xin lỗi, mình chỉ là người chăm sóc thôi, mà mình vẫn còn khỏe. Nhiều cái người mà mình chăm sóc họ, họ khổ hơn mình tại họ mang bệnh. Mình chỉ làm một cái việc là chăm sóc cho họ, an ủi vỗ về họ một chút thôi. Cho nên nói là nếu mà nói cái cực nhọc họ hơn mình, mình chỉ là cái người chăm sóc họ một chút thôi, quán một chút. Cái đó gọi là quán đó. Quán nghĩa là mình chiếu soi vào để chúng ta tìm ra được một cái manh mối nào đó giúp cho mình tự tại trong mọi cái cuộc sống của mình. Ví dụ như giờ kinh tế khó khăn, đi làm ế, hồi xưa đắt giờ làm ế, giờ quán đi. Tuy ế nhưng mà chưa có ế nhẹ. Ế thôi, nghĩa là vẫn còn lai rai, đủ ăn đủ sống mỗi ngày để mình không phải đi làm công cực nhọc. Quán chiếu vậy thì sao? Tứ tái. Vậy thì tu là phải có cái quán. Người Phật tử mà thiếu, người sống ở đời này mà thiếu sự quán chiếu. Quán chiếu là gì? Nghĩa là chúng ta dùng cái trí tuệ, vận dụng cái trí tuệ, cái tư duy của mình để chúng ta nhìn sâu vào mọi sự việc trong cuộc sống của mình, để chúng ta tìm ra được cái thảnh thơi, cái nhẹ nhàng ở trong đó. Thành thử ra tự tại là gì? Tự tại là từ cái tâm của mình tự tại. Còn ví dụ như bây giờ
Mình nói trời ơi sao ngồi ở đây gò bó quá, tôi muốn tự do. Đó, ngồi về kêu gò bó nè, phải không? Muốn tự do. Nhưng mà cái người mà người ta ngồi chật thì ngồi như thế nào, nhưng mà tâm người ta không có bị phiền lụy gì hết. Cái chỗ này mình muốn tới mà, cho mình tới rồi thì tâm mình phải tự tại. Đời sống của mình từ sáng tới chiều thiếu quán chiếu, thiếu tư duy, thiếu tự tại thì tự nhiên cuộc sống mình nó khổ. Cho nên tự tại là quả, nhân là gì? Là quán. Nhân là quán, là chiếu, là soi, là suy nghĩ kỹ, là tư duy. Còn tự tại là quả. Niệm Phật là nhân, vãng sanh cực lạc là quả. Niệm Phật là nhân, tâm tịnh là quả. Ngồi thiền là nhân, tâm mình tịnh là quả. Bố thí là nhân, hưởng phước là quả. Cho nên từ sáng tới tối mà không cần biết anh là ai, tên gì, nhưng mà cuộc đời mình, hàng ngày mình sống không rời nhân quả. Nếu anh không tin nhân quả sao anh đi học chứ, anh làm lành lánh dữ chứ, mà anh lại bài bác nhân quả. Mà nhân quả có ai tạo đâu, nhân quả là một đạo lý trong cuộc sống, mà chúng sanh mình thì không thấy cái đó. Phật thấy, cho nên Phật chỉ. Phật chỉ là có nhân có quả, mà hễ nhân lành thì quả lành, nhân xấu thì quả xấu. Và anh chọn gì đó anh chọn vậy thôi à. Anh có theo nhân quả Phật cũng chẳng lời. Anh bài xích chống bán nhân quả Phật chẳng lỗ. Tại Phật không phải là người tạo ra nhân quả, Phật chỉ là người thấy nhân quả. Mà thấy rõ nhân quả là tỉnh giác. Mà nhờ tỉnh giác cho nên sống tự tại, biết rõ nhân quả mọi thứ mọi. Thì ví dụ như là cái tuần lễ này người ta báo cho mình biết là trời mưa. Nhưng mà hồi tối hôm qua thắp nến trước khi mà làm lễ ngoài trời á, thì trời chuyển gió chuẩn bị. Nhưng mà tới khi mình bắt đầu làm lễ cho tới suốt khóa lễ yên. Rồi sáng nay trời mưa. Nhưng mà bây giờ so ra cái mưa sáng nay với cái sáng mưa tối hôm qua, mình muốn cái nào? Sáng nay đỡ hơn. Tại vì hôm nay mình sinh hoạt trong nhà, phải không? Ngày hôm qua là mình sinh hoạt ở ngoài sân. Cho nên mặc dù sáng nay có mưa nhưng không phiền hà chút nào hết. Tại vì ngày hôm qua ở trển ưu đãi quá rồi. Ở trển cho ở dưới này được một cái đêm không gió không mưa gì hết. Cho nên còn gì nữa đòi với hỏi, phải không? Cho nên Pháp Hòa hay đùa và nói cuộc đời con người sống bằng hai chữ đòi hỏi. Mà vừa đòi mà vừa hỏi thì mệt lắm. Còn thôi giờ mình sống 50% thôi, không đòi, ai hỏi thì ok. Giống như má sắp đi Việt Nam, chỉ từng tuyên bố với các con tháng 11 này má đi về Việt Nam trốn lạnh nghe các con. Không đòi tiền, mà nói má cần tiền không? Cần chứ. Chỉ cần nghe má nói má sắp về Việt Nam thì các con tự kiếm tiền cho má rồi. Má không hỏi nghe à, má xin lỗi, má không hỏi mà cũng không không đòi. Nhưng mà các con hỏi má thì má sẽ yes. Hỏi cần nhiêu? Đường nhiều lấy nhiều. Và đường nhiều lấy nhiều là gì? Tự tại. Vậy thì quý vị thấy được hai chữ quán tự tại không? Quán là mình nhìn sâu thấy rõ. Mà quán là cái nhân, tự tại là cái quả. Mà thưa đại chúng, tự tại là từ cái tâm mình. Bất cứ hoàn cảnh nào, dù nó chật, dù cái chỗ đó nhìn giống như nó ràng buộc lắm, nhưng mà tâm mình nó bị ràng buộc. Ngày xưa có một vị hòa thượng ở trong một cái hoàn cảnh là không có dao cạo tóc. Cho nên ngài tu ở một cái nơi mà người ta không có cái phương tiện đó, mà bản thân ngài cũng không có, cho râu tóc mọc đầy. Thì đối với mình thì tu phải tóc tai phải cho gọn gàng, chứ râu ria mà bồm xồm quá mình thấy kỳ. Nhưng mà cái người tự tại ở cái hoàn cảnh đó, ngài làm bài thơ: trên đời quý nhất có bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu. Râu ta nào phải đâu râu cọp, khi buồn ta vuốt có sao đâu. Thế thì mình cũng giống như có người mà người ta
sống mà người ta tự tại vậy đó. Cái bà đó, bà đi vượt biên qua tới trại tị nạn, cái bà lần lần trong cái lưng quần đó, còn đau được cái hột sòn. Trời ơi trời, còn có hột sao sống. Bên cạnh có một ông cũng đi vượt biên giống bà, ông nói trời ơi trời, tôi còn cái quần xà lõn tôi sống sao đây. Vậy thì quý vị thấy một cái hột sòn như cái quần xà lõn cái nào hơn? Nhưng mà người ta cái như ta biết rồi, mình nhất sanh thập tử để được một cái chỗ sống thế này, còn thở là ta còn sống. Người ta thường nói còn rừng xanh lo gì không củi đốn. Chỉ cần mình có sức khỏe, có được sự bình an thì mình sẽ làm lại hết tất cả. Cho nên nhiều khi trong cuộc sống của mình, lỡ nó có bất trắc cái gì, chúng ta có cách chúng ta quán để chúng ta vượt thoát tất cả mọi ràng buộc đó, gọi là quán tự tại. Không giống như là nói ta nói gì, con gà mà nó con phượng á, phượng hoàng á, con phượng hoàng mà nó rơi xuống à, người ta nhìn nó, ta tưởng nó là con gà à, nhưng mà khi nào mà nó đủ duyên thì con gà nó sẽ trở thành ra con phượng hoàng. Cho nên mình hiểu được như vậy thì cái tâm mình nó tự tại. Đời sống này nó thịnh nó suy là chuyện bình thường. Như ngày hôm qua trời quang đãng, ngày hôm qua sáng vẫn còn nắng, sáng nay trời mưa. Nhưng mà đôi khi cuộc đời phải cần mưa. Như ở Cali không có mưa, hạn hán cháy rừng. Vậy thì cuộc đời có mưa chưa chắc đã là xấu, phải không? Mà mưa dầm về hoài thì ngập lụt, cho nên lúc nào cũng phải cần nắng. Cho nên đời có nắng có mưa, hiểu được như vậy thì chúng ta tự tại. Có cái bà đó, bà có hai người con, người con trai thì bán dù, người con trai khác bán dép. Mà hễ hôm nào trời mưa thì dù bán đắt, dép bán ế. Mà hễ khi nào mà trời nắng thì dù bán ế mà dép bán đắt. Cứ bà mặc suốt năm bà cứ buồn, hễ bữa nào trời mưa cái bà buồn cho đứa bán giày, mà hễ bữa nào trời nắng bà buồn cho đứa bán dù. Cho nên rồi mấy đứa con nói má mắc chi, tụi con vẫn sống thoải mái, hễ bữa nào mưa con cũng kiếm được mớ con xài được thời gian. Mà người mẹ không dính dáng gì với hai đứa dù và đứa giày mà cứ ngồi rầu cho nó. Mình có vậy không? Mình có giống bà già đó không? Chuyện người ta mà mình ràng buộc mới hay chứ. Người ta ngồi người ta ăn cơm mà mình đi tới luôn. Ăn vậy sao ăn? Người ta nói tôi hào ăn canh chua, tôi không thích để ngò gai. Ăn canh chua mỗi ngò gai sao ăn? Người ta ăn mà mình ràng buộc. Người ta ăn tự tại mà mình ăn không, không tự tại. Thậm chí người ta rất thích ăn ngò gai, rất thích ngò ôm, mà lỡ hôm đó không có ngò gai, không có ngò ôm mà có ngò rí, họ ăn cũng tự tại. Vậy quý vị hiểu được hai chữ tự tại chưa? Tự tại là tâm mình vượt tất cả mọi ràng buộc, dù bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng mà không phải tự nhiên mà có tự tại được. Chúng ta phải có cái gì? Phải có cái quán chiếu. Cho nên quán chiếu là nhân, tự tại là quả. Và quý vị thấy quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã. Hành thâm là gì? Là ngài quán sâu, đi sâu vào, ngài vận dụng cái trí tuệ đó, Bát Nhã nghĩa là trí tuệ, để ngài quán chiếu cho thật là kỹ càng. Thấy năm uẩn là không, chiếu kiến ngũ uẩn dai không. Cho nên ngài độ tất cả mọi khổ ách. Độ là gì? Qua được, vượt được tất cả mọi khổ ách. Ở trong chùa mỗi lần ăn cơm mà còn chút xíu cái mình đi vòng vòng, mình nói chị ơi mỗi người ráng độ một chút nữa cho nó hết đi. Tại vì nó còn mới, nếu chỉ cần mỗi người thêm muỗng thôi thì cái này nó không dư, không bỏ phí. Cái mình tới mình nói mời mấy anh mấy chị mỗi người ráng độ một chút đi. Chữ độ là làm cho nó tới nơi tới chốn, qua tới bờ bên kia. Độ nhất thiết khổ ách. Ngài tự ngài thấy rõ ràng ngũ uẩn là sắc, là hình sắc,
Thọ là cảm thọ vui buồn nóng lạnh của mình đó. Tưởng là sự tưởng tượng của mình. Hành là sự liên tục. Thức là nhận thức. Năm cái này nó không có thật. Cho nên Ngài vượt tất cả mọi khổ. Cái đoạn đó thôi, nó nói lên cái chỗ tu của Ngài. Lý do nào Ngài vượt hết tất cả mọi khổ? Tại nhờ Ngài có quán. Cho nên có quán mới có tự tại. Rồi một khi mà tự tại mà có rồi đó, một khi tự tại mà có rồi thì cái nhìn của mình càng ngày càng sâu. Người mà có vui á, họ thấy rõ. Thường thường cái người mà lo rậu gì đó thì quý vị sẽ cảm thấy sao? Không đủ sáng suốt, phải không? Mà cái người mà vui vẻ tĩnh lặng thì thấy xa thấy rộng đó. Cho nên cái đó là một cái sự thật. Người muốn có được cái nhìn sâu thấy rộng thì thường ngày tâm mình phải tĩnh lặng. Và bây giờ đây Pháp Hòa thưa với đại chúng, Ngài Khuy Cơ là đệ tử của Ngài Huyền Trang. Ngài có đưa ra những cái ý nghĩa của tự tại. Thế nào để gọi là tự tại? Quý vị biết Ngài Khuy Cơ là đệ tử của Ngài Huyền Trang, Pháp Sư Huyền Trang đi Ấn Độ thỉnh kinh đó. Thì khi Ngài trở về Ấn Độ, việc trở về Trung Hoa, Ngài độ cho các đệ tử. Thì trong đó có hai người rất là đặc sắc. Một là Ngài Viên Trắc, hai là Ngài Khuy Cơ. Đặc biệt Ngài Khuy Cơ khi đi tu là một người con nhà giàu. Và vì ham cái sự ăn chơi, một là nhậu, hai là ăn thịt, ba là gái ghiếc, ba thứ. Thậm chí Ngài Huyền Trang biểu ông đi tu, ông nói bây giờ hòa thượng cho tôi đem ba thứ đó vô chùa thì tôi tu. Quý vị biết Ngài Huyền Trang cũng cho. Nhưng mà Ngài Huyền Trang là cái người có tuệ giác, biết được cái căn cơ của Ngài Khuy Cơ lớn lắm. Nhưng mà không phải vì vậy mà cản trở ông tu. Thì Ngài Huyền Trang biết Ngài Khuy Cơ có khả năng lớn. Cho nên một hôm đó, chấp nhận cho Ngài Khuy Cơ đi tu đó. Hòa thượng Huyền Trang đi trước, Khuy Cơ đi làm sao? Ở làm sao Ngài Khuy Cơ là một xe rượu, một xe thịt, một xe gái đẹp. Thì khi mà đi vô tới chùa rồi thì đi vô cái đường xe vô chùa thì chuông trống bát nhã trỗi lên, đại chúng đứng niệm Phật trang nghiêm. Tự nhiên nó chấn động ở trong tâm của Ngài Khuy Cơ. Thì Ngài mới tự nhiên Ngài giống như Ngài bừng nhớ lại cái túc duyên của Ngài với Phật Pháp nhiều đời. Ngài xoay lại, Ngài nói thôi ba xe kia hãy lui đi, tôi không cần nữa. Từ đó Ngài Khuy Cơ có một cái biệt hiệu là Tam Sa Hòa Thượng. Tam là ba, sa là xe. Ông Hòa Thượng đi tu mà có ba cái xe. Xe gái đẹp, xe rượu, xe thịt. Nhưng mà do cái chủng tử tu hành, cho nên rồi Ngài từ chối cái đó. Pháp Hòa kể về câu chuyện của Ngài Khuy Cơ một chút thôi. Nhưng mà ở đây đó, khi mà Ngài Khuy Cơ nói về cái đức tự tại đó, thì Ngài có nói lên những ý nghĩa của tự tại, những sự tu hành của tự tại. Thứ nhất là gì? Tâm tự tại. Nghe hay là thấy thoải mái rồi không? Có nhiều khi á, thân mình ở cái chỗ ràng buộc, nhưng mà tâm mình tự tại. Cho bây giờ thưa đại chúng là quý vị, chúng ta đi tìm những cái chỗ mà dễ thương, vui vẻ, có không? Làm gì có hoàn toàn. Chỗ đó có vui nhưng mà thỉnh thoảng cũng có chiến tranh chứ. Bởi vì chúng sanh ở đâu thì cũng giống nhau thôi. Mà người Việt mình hay nói câu đó, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên. Phải không? Cho nên cái cảnh không có quan trọng. Cái quan trọng là cái tâm của mình.
không có để cho cảnh nó chi phối. Cho nên chỉ cần tâm mình có tự tại thì tất cả mọi cảnh duyên nó tự tại theo. Hồi xưa người ta có cái câu á, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tại vì cái tâm mình nó bị cảnh nó lôi. Còn cái người tu của mình thì sao? Người tu của mình là không bị cảnh nó lôi. Mà hãy bị cảnh nó lôi, nhà Phật gọi là phan duyên. Phan duyên, phan duyên có nghĩa là mình bị cái duyên ngoài nó lôi mình, mình phóng theo nó. Mà đại chúng có đồng ý điều đó không? Đang ngồi im vậy này, nghe vậy mà có cái gì mà nó khác với cái tiếng đó là ngó theo liền. Có cái duyên để mình phóng theo. Cho nên nhiều khi mình đang ngồi liêm diêm, ngồi giống như mình đang thiền dữ lắm, mà ai bước tới cái phải ngó một cái. Rồi thậm chí ngó coi người này tới trễ tới sớm, ai vậy, ví dụ vậy. Cho nên gọi là phan duyên. Vậy thì mình tu á, là mình phải tập cho mình có được cái tâm tự tại. Tức là cái tâm của mình á, nó biết nhẹ nhàng trước mọi hoàn cảnh. Tại vì bất cứ cái việc gì nó đều phải có cái duyên của nó, chứ không phải khi không. Ví dụ như người đó tới, tự nhiên người đó nóng giận, cái mình bực thêm, mình nó tự vô duyên, tự nhiên tới đây nóng, mình tự nhiên thôi, mà người đó không có tự nhiên, phải có cái duyên gì họ mới giận. Cho nên mình hiểu được như vậy thì mình không có giận theo họ. Họ đang giận vậy cứ nói ôi ê, ê đi chỗ khác chơi nha, đừng ở đây tôi đánh chết. Tức là mình nói họ bực, mình họ giận là sai. Nhưng mà mình sao? Mình cũng giống. Tại vì cái duyên của họ khởi mình đi theo. Có nhiều người muốn đi xuất gia lắm mà đi xuất gia không được. Vậy thì cái người đó phải sống làm sao? Thân tại gia nhưng mà tâm xuất gia. Thân tại gia mà tâm xuất gia, tại vì họ biết hoàn cảnh của họ chưa đi tu được. Chưa đi tu được bằng hình tướng thôi. Nhưng mà họ có thể tu bằng tâm của họ. Ở nhà họ có thể thực tập những cái gì mà người tu có thể làm được. Cái đó gọi là tâm tự tại. Cho nên chỉ cần mình có quán chiếu nhận ra được chính mình, ngay lúc đó mình thành tựu được cái quả vị tự tại. Thí dụ mình đang giận, biết mình giận, và khi mình giận, mình biết mình giận là mình có quán rồi đó. Biết giận là quán rồi. Có nhiều khi mình giận mà không biết á, người ta nhìn mình ta thấy mình giận quá trời luôn, mắt trợn lên rồi. Người ta hỏi chị có giận không? Không, mắt chị giận. Còn xác định vậy mà cái cách xác định của mình là cho người ta biết liền. Yes, you very angry. Giận nó hỏi lên. Còn thậm chí mình có thấy nó xứng đáng gì cho tôi giận. Nhưng mà cái cách mình nói là người ta hiểu rằng mình đang rất rất là giận. Hiểu ý không? Thành tựu cái đó gọi là mình phải quán chính mình. Mà khi mình chính mình thấy được mình là mình thành tựu được cái đức tự tại. Nhất là tâm tự tại. Cái thứ hai là gì? Gọi là tài tự tại. Hồi nãy tâm là thuộc bên trong phải không? Tài là thuộc gì? Của cải vật chất. Có nhiều người người ta có rất nhiều tiền nhưng mà ta không vui. Đời sống người ta khổ lắm. Thậm chí có nhiều người có rất nhiều tiền nhưng mà không xài thoải mái, tại vì xài bị kiểm soát. Xài biết có nhiều tiền mà không dám xài, tại vì xài hụt hao ta biết. Cho nên rồi cũng không có tự tại. Cho nên cái người mà muốn đời sống hiện tại đây á, tiền bạc thoải mái, sống không có bị lệ thuộc tiền bạc mà mình xài thoải mái. Nếu mà nói về cái tướng, cái sự sống đó, thì phải tập bố thí. Cái nhân là do bố thí. Rồi cái quả là đời này mình có tiền của mình xài thoải mái. Xài mà mặc dù đời sống mình không giàu hơn ai, nhưng mà đối với tiền bạc mình không quá đến nỗi là mình túng thiếu. Nếu mà nói về cái nhân tu phước đó, thì bố thí để được cái quả là chúng ta có tiền của. Còn nói về sự thực tập, anh có tiền nhiều tiền ít không quan trọng,
Quan trọng là anh biết cách xài. Tiền ít mà biết cách xài vẫn đủ, không dám nói dư nhưng mà đủ. Tại vì sao? Ta biết liệu côn mà, liệu côn mà gấp đậu hũ. Thì cái người mà ta liệu cơm ta gấp cái đó là từ tự tại. Đáng lý định nói mắm rồi. Nhưng mà thấy nhiều người nói mắm quá mình đổi liền. Thì thưa đại chúng là người ta thường nói sao? Nghĩa là khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Cái chánh điện này tuy không lớn nhưng không đến nỗi, nghĩa là quá chật không dung chứa được 200 người. Cho nên chỉ cần mình chịu khó, mình mỗi người nhích nhích một chút, gọi là thân hòa đồng trụ, thì vẫn đủ như thường. Thì cuộc sống này cũng vậy. Nói về phước báo thì phải bố thí mới được cái phước đó. Còn nếu nói về sự tu hành thì dù chúng ta ở cái hoàn cảnh túng thiếu, nhưng nếu chúng ta khéo sử dụng, có được sự tự tại, không bị ràng buộc, thì mình vẫn đủ sống chứ không phải là thiếu, cũng không dư. Pháp Hòa ví dụ, hồi mình có tiền, mình thoải mái thì cái gì mình mua cũng được, xài không xài cũng mua. Nhưng bây giờ trong cái hoàn cảnh mình hơi hụt chút, bây giờ sao? Tự tại trong chi xài là cái gì cần thì mua, vẫn mua. Nhưng mà mua cái thật cần, chứ không mua cái không cần nhưng mà tại nó sale mua để chứa. Hồi xưa là mình sống kiểu đó đó, thấy không? Miễn nó sale là mua. Có nhiều khi mở cái tủ ra cũng còn khoảng 100 cái áo còn hiệu chưa mặc. Tại vì mình mua xong mặc không kịp, cái nó hết thời. Hết thời mặc ra, người ta nói mặc đồ lỗi thời. Okay, mắc cỡ không mà. Rồi ở đây thì lâu lâu phải chở đi Wilson. Thí dụ vậy. Cho nên cái chữ tài tự tại nó hai ý. Nói về sự phước báo thì do bố thí mà được. Còn nếu nói về sự tu hành thì hằng ngày chúng ta có tài tự tại không? Có. Đi đâu trong túi mình có tiền, nhưng mình phải biết lượng để chúng ta chi dùng, thì chúng ta không có gì mà không được hết. Đó. Cho nên cái thứ hai là tự tại ở tiền của, gọi là tài tự tại. Hồi nãy là cái tấm, giờ cái tài. Tài là tiền của. Rồi cái thứ ba là gì? Nghiệp tự tại. Nghiệp là gì? Nghiệp tức là cái hành động của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Hễ mà chúng ta tĩnh lặng thì chúng ta tạo nghiệp tốt, mà chúng ta bất giác thì chúng ta có thể tạo nghiệp xấu. Cho nên chúng ta phải có cái nghiệp tự tại, là có được cái tự tại, thảnh thơi, thoải mái. Chính mình làm thiện, khuyến người làm thiện. Ví dụ như mình có tiền, mình giúp người ta. Giờ không có tiền thì không thể nói trời ơi tôi muốn giúp quá mà tôi không có khả năng. Không cần thiết. Bây giờ không có khả năng phải không? Nhưng mà thấy ai làm thiện khuyến khích. Hay là nói tôi không có khả năng cho, nhưng mà tôi biết bạn tôi có khả năng, và người này hay giúp người lắm, để tôi liên lạc tôi hỏi. Thì cái đó gọi là nghiệp tự tại. Mình không làm được thì mình đi khuyến thỉnh người khác. Giống như là thỉnh thoảng đi một vài cái đám tang, Pháp Hòa biết gia đình người ta thiếu hụt, thì Pháp Hòa hay lên tiếng với Phật tử: đây tất cả quý vị ai có khả năng 5 đồng 10 đồng gì ủng hộ trợ duyên cho gia đình. Ở đây mình làm hai việc: một là mình giúp người ta một phần nào trong cái khi người ta hữu sự; cái thứ hai chúng ta nói lên được cái tình người, tình đạo với nhau. Cuộc sống hàng ngày nhiều khi mình lo mình cái mình quên lo người khác, đời sống họ hụt hẫng mà mình không hay. Nhưng mà khi họ hữu sự, họ có một cái vấn đề trong sẽ xảy ra như người thân mất, thì lúc đó mình mới được cơ hội, mình biết là họ túng thiếu. Thì đây là cơ hội để mình hành thiện. Thì khi mà mình làm việc đó không có nhưng mà khuyến thỉnh, thì cái đó gọi là nghiệp tự tại. Rồi bây giờ mình nói
chùa đang xây dựng. Nói dạ con xin lỗi, lúc này con thất nghiệp, con có khả năng con giúp chùa xây chùa, nhưng mỗi ngày con tới con dọn dẹp, con phụ chùa lo nghiệp tứ tại. Đã nói là hành thiện thì không ràng buộc ở tiền của, dù một lời khuyến thỉnh, dù một hành động nhỏ. Cho nên không ai mà không thể làm thiện hết. Cái quan trọng là chúng ta có quán chiếu để chúng ta thấy rằng khả năng của mình để mình làm thiện hay không. Chứ đừng có nói tôi không có làm được chuyện gì hết. Không phải đâu, làm được. Rồi mỗi người mỗi việc. Thí dụ giờ mình tới mình quét chùa, lau tượng Phật, làm hương đăng, phụ nấu ăn, rửa chén, cái gì cũng làm được hết. Thậm chí không làm gì hết, ngồi chỗ mà ai làm gì cũng tùy hỷ, không có chê. Chê là không biết hành thiện. Có nhiều khi không nấu mà đi vòng vòng nghe thấy người ta nấu là chê. Thì cái đó không nên. Tại vì cái đó là mình không biết tùy hỷ. Mà không biết tùy hỷ thì không phải là người tự trại trong hành thiện. Tại sao anh có lời khen anh không dùng? Chê ở đâu có sẵn mà anh bưng ra anh xài ào ào vậy? Phải không? Thành thử cái đó không phải là hành thiện, không phải là nghiệp tự tại. Cho Phật tử mình, người mà chúng ta sống trong đời, chúng ta phải hành thiện. Hành nghiệp có nghĩa là bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng tùy hỷ được hết. Thí dụ thấy một đứa nhỏ nó đi chùa, mặc dù nó có giỡn, nhưng mà mình cũng nghĩ trời ơi nó còn chịu nó đi chùa cỡ này ha, chừng 15-16 tuổi chắc gì nó chịu theo. Cho nên thôi kệ nó vô chùa, nó chạy nó giỡn một chút, nhưng mà nó cũng giỡn trong chùa. Quý vị biết hồi nhỏ mà đi tu á, ở trong chùa con mình Pháp Hòa, không có một huynh đệ nào đồng tu với mình hết. Mà Pháp Hòa thì không có buồn, mà lúc đó Phật tử tới chùa rất là ít, cho nên mỗi khi chùa mà có được vài bác vài cô tới chùa Pháp Hòa vui á, Pháp Hòa hay giỡn. Nhiều khi á, mấy bác chuẩn bị đi về, cái Pháp Hòa lấy cái bóp Pháp Hòa cất, Pháp Hòa giấu là tại vì không muốn quý vị đi về. Rồi mấy bác này mấy cô này này mà ngồi thiền ngồi nghe pháp về, cái Pháp Hòa lén lén và lấy hai cái áo và cột lại, hai giặt áo cột lại, hai giặt áo cột lại, lát đứng dậy bà đi ngõ giật lại. Cái ông nhỏ chứ không ai ở trường, tại trong chùa có mình nhỏ nhất thôi. Có một cái bác Phật tử, bây giờ bác vẫn còn sống, bác mới nói với mấy cô trong chùa, kệ chú đi, tội nghiệp chú vô chùa chú tu mình chú buồn, chú không có ai giỡn ai chơi với chú, cho ổng phá một chút vậy đó, mà ổng ở chùa ổng tu. Quý vị thấy không? Cái đó gọi là tùy hỷ. Hồi đó tên của quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý đại đức là Pháp Hòa thuộc lòng hết, tên trong giấy tờ hòa thượng nào tên là Nguyễn Văn gì, Trần Văn gì, Pháp Hòa biết hết. Toàn là điền tên quý ngài vô sớ cầu siêu không. Lựa mấy cái lễ lớn mà lúc đọc danh sách á, điền quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý thầy vô trong danh sách cầu siêu. Thì mấy thầy thì cứ nộp lên đọc thôi. Đang tất cả đại chúng đang quỳ về, cái đọc tên, ủa sao giống tên tôi vậy? Thầy kia nó, ủa sao giống tên tôi? Một lát đi xuống cái đấy, ồ hồi nãy danh sách cầu siêu có một cái tên giống tôi, cái thầy kia sao giống tên tôi? Hỏi ra một lô là bị hết. Nhưng mà các ngài không có giận hờn gì mình hết. Vì sao? Vì các ngài tùy hỷ, kệ nó vui. Mà cái đứa nó vui nó mới tu được, phải không? Cho nên á, mình thấy ai cực khổ nấu chay cho người khác ăn, nói tại sao mà phải làm vậy chi, cái người đó ta đang làm thiện mình không biết. Khuyến thỉnh người ta, mình ăn là chuyện tốt rồi, mà thấy người ăn được mình mừng mình vui, dù chỉ là một bữa chay. Cho nên á, thường thường trong chùa mình có cái hay nấu xong mà lỡ dư cái sao lấy bao ra để tu go. Nhưng mà đại chúng nhớ là khi nào dư mới tu go. Còn khi mà người ta chưa ăn, đồ còn đang để dành cho mọi người, rồi mình tự mình vô mình lấy mình đi trước là không nên. Phải không? Cái đó lâu ngày nó thành một cái nghiệp. Cái nghiệp là mình cứ chà đồ trước á. Là mình trước người đầu nhà.
cái tu gô là khi nào nó dư mới tu gô. Chứ rồi thậm chí mình vì cảm tình cá nhân, mình nấu xong rồi mình phone cho bạn của mình đó, nhớ đi cửa sau nghe tôi làm sẵn bịch. Không nên cái đó. Mình tập cho cái người đó thành một cái nghiệp, phải không? Thật sự ra chùa không có hẹn hẹp gì hết, nhưng mà mình phải trước sau nó rõ ràng, chứ không có thể là chúng ta làm nó trật đi cái nguyên tắc. Xin lỗi đại chúng, mà nhiều khi ở Việt Nam mình nấu ăn xong mà cha mẹ chưa ăn, con cái cũng đâu có dám ăn. Đó là ngày xưa là vậy đó, đợi cha mẹ ăn rồi con cái mới dám. Thì trong chùa mình cũng phải giữ cái nếp đó, tức là nấu ra rồi cũng chưa cúng Phật, chưa cúng dường chư tăng, thề đem lên cúng các hương linh. Rồi mình vì cảm tình riêng mình cứ múc sẵn vậy, rồi kêu người bạn của mình đó tấp vô, đừng đi làm nhớ ghé nha. Để mình lấy cái cảm tình như vậy, tức là mình tự mình tạo một cái nghiệp cho mình với người, cái đó cũng không nên. Tập cho mình một cái tâm, cái người kia thì cái tâm họ tham trong vô tình, họ đâu có biết, phải không? Còn mình là cái người cố ý cho để có cảm tình, mà mình cũng vô tình tạo cho mình một cái nghiệp, và người kia cũng một cái nghiệp, không tốt. Rồi riết rồi cái hỏi này là gì? Tự tại, tự tại, muốn ăn nhiêu lấy. Cái này cũng tự tại đó. À, thứ ba là nghiệp tự tại rồi, phải không? Thứ tư là gì? Là sanh tự tại. Sanh là sao? Sanh nghĩa là mình sống, đời sống của mình an nhàn. Có nhiều vị á, người ta chết người ta cũng không có khổ đau, vì người ta sống bình an lắm. Cho nên có nhiều bác lớn tuổi về già nói thôi tôi bây giờ có chết tôi không có gì hối hận nữa hết, con cái cũng đã lo đàng hoàng, cháu chắc cũng đầy đủ, nói chung là đời tôi có đủ hết rồi, cho nên tôi đi tôi không có gì ràng buộc. Cái đó gọi là sống, là sanh an, sanh tự tại, nghĩa là sống hay chết người đó vẫn an nhàn. Còn bây giờ đối với chúng ta là những người thực tập thiết thực trong cuộc sống là gì? Trong cuộc sống của chúng ta dễ gì không có những bất trắc mỗi ngày. Thậm chí cạo đầu vô chùa tu chưa chắc đời sống ở trong chùa yên. Tại vì sao? Tại vì nhiều khi mình gặp những cái người huynh đệ chưa được dễ thương, người ta còn thế này thế nọ với mình. Nhưng mình phải thấy được sự nghiệp tu hành của mình là ở đây, lấy nhẫn nhục, nhu hòa, làm liều thuốc, làm thềm thang để mình đi tới. Cho nên người xưa có câu đó: học hải vô nhai cần thị ngạn, thanh thiên, gọi là thanh thiên là trời xanh đó, hữu lộ chí vi thê. Mình dịch ra tiếng Việt là học hải vô nhai là gì? Biển học mênh mông không có bờ bến, nhưng mà chỉ cần chúng ta siêng năng thì sẽ tới bờ. Trời xanh có lối. Gì nữa? Cái chí nguyện của mình chính là cái thang để chúng ta lên. Với ý nói là bầu trời nó cao nó rộng vậy đó, dường như mình tới không được, nhưng mà nếu chúng ta chỉ còn có ý chí thì ý chí đó chính là cái thang để cho chúng ta leo lên từng nấc lên tới trời. Thanh thiên hữu lộ chí vi thê, chữ thê là cái thang. Như vậy thì cuộc đời mình cũng vậy, mình tu á, bất cứ hoàn cảnh nào mình phải an nhàn, bởi vì nếu mình đủ duyên lành thì gặp cảnh thuận, nhưng mà nếu mình chưa đủ thì mình gặp cảnh nghịch. Nhưng mà biết đâu cảnh nghịch chính là cái nơi rèn luyện mình tốt nhất. Thưa đại chúng, Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông nhờ từ đâu? Ai coi phim Tây Du Ký rồi đó, nhờ Tôn Ngộ Không bị nhốt trong cái lò bát quái, lửa đốt, lửa nung đốt, vậy mà Tôn Ngộ Không tung được cái lò đó, đạp đổ cái bình lửa đó,
Và từ đó Tôn Ngộ Không có 72 thần thông biến hóa. Tôn Ngộ Không là mình. Đôi khi mình ở trong một cái lò lửa, người ta thiêu đốt mình, nhưng nếu mình vượt được cái lò lửa đó thì tức khắc mình có thần thông. Thần thông đến mức độ chỉ cần Tôn Ngộ Không bứt một cái sợi lông khỉ ra, thổi cái phù ra được cái nhà, ra được bất cứ mọi hình tướng. Cái đó là cái biểu tượng. Người sống mà có tự tại rồi á, một sợi lông sợi chỉ người ta vẫn làm ra được việc. Cũng giống như người mà biết nấu ăn rồi á, chỉ cần bước vô bếp một bó rau họ cũng làm ra món ăn. Còn mình không biết gì hết, nó đưa nguyên tủ cũng làm trật lất hết. Thế cái người mà quý vị thấy, những cái người mà người ta thành tựu trong cuộc sống như là ông Bill Gates, những cái người nhà giàu tỷ phú đời nay đó, quý vị đọc lại tiểu sử họ, coi có ông nào mà thừa hưởng sự nghiệp giàu có của cha mẹ. Có những ông phải đi bán ve chai lông vịt, bán đủ thứ để rồi có được thành một tỷ phú, chứ đâu phải bình thường. Thì cái người đó, người cái quan trọng là người ta có cái bát nhã. Bát nhã là trí tuệ đó, để người ta quán chiếu, người ta ứng dụng tiền của người ta, sự nghiệp đời của người ta, cuộc sống người ta. Cho nên lúc đầu người ta chịu khó, sau người ta mới thành tựu được. Cho nên mình sống trong hoàn cảnh khó chưa chắc đã là xấu. Tại vì chính cái khó nó rèn luyện, nó tôi luyện một con người thành tựu lớn trong đời mình. Pháp Hòa thường suy nghĩ, có lẽ Pháp Hòa cũng cảm ơn, nếu mà Pháp Hòa sanh ở nước Mỹ này hay là ở nước Canada, lớn lên chưa chắc mình đã tu được tốt. Nhờ 12 năm sống ở Việt Nam, cái thời gian nghèo khó, mà khi mình được qua bên này năm 12 tuổi, rồi khi 15 tuổi mình đi tu, thì cuộc đời mình vô tu cũng không phải dễ. Tu năm, thời gian tu mà những cái năm đầu mà người Việt mình mới định cư ở hải ngoại này, thì quý vị tưởng tượng, hồi đó tàu Hữu Kỳ mắc lắm, làm được một cây chả lụa đem vô chùa chỉ có thầy trụ trì được ăn thôi, chứ làm gì mà thoải mái bây giờ mà cắt để vô tô 2-3 miếng, không có đâu. Hồi đó là cái món ăn trường kỳ Pháp Hòa suốt thời gian làm chú tiểu cả chục năm đó, bắp cải, mì căn. Bởi bây giờ cải dữ lắm, mà cải bắp không chứ không phải cải thường nữa. Cứ chiều chủ nhật là cô Phật tử bưng hai cái bắp cải lên để trên chùa, là thầy trò ăn bắp cải suốt tuần lễ đó. Bắp cải nấu canh, bắp cải xào, bắp cải luộc. Xào thường xong ngán quá cho ketchup vô xào, xào ngán quá luộc, luộc ngán quá nấu canh. Hai cái bắp cải, khìa cho mấy cây mì căng, ăn suốt nguyên tuần mà hãy chủ nhật hết cũng cái nào hai bắp cải mấy cây mì căng. Nhưng mà cái lúc đó Pháp Hòa không có bị khổ đau gì chuyện ăn uống hết á. Tại vì lúc đó mình chỉ một chí thôi, đó là chí gì? Tu. Tu hạnh phúc, không khổ đau, không phiền muộn gì hết. Thậm chí chùa không có tiền, lâu lâu mình đi về nhà, bà già cho 20-30 đem về đưa cho cô Phật tử, nói con phụ tiền ăn. Không có tiền để mà mua đồ ăn đi chợ nữa, đi chợ mua đồ ăn nữa. Lâu lâu về nhà má cho 20-30 đồng đem về đưa cho cô Phật tử. Ăn buổi trưa là toàn ăn cơm với dưa cải, mà dưa cải là bà già ở nhà muối cho ăn chứ chùa cũng có sẵn. Bữa nào mà được khúc bánh mì chả lụa chủ nhật dư lại đó, bánh trái gì chủ nhật đi học đem vô tủ để mấy đứa bạn nó biết cái số locker của mình, cái số tủ nó mở ra lấy nó ăn. Ăn xong nó còn dán bảng nó cảm ơn chú tiểu. Nhưng mà không buồn, không giận, không cảm thấy chán nản gì đời tu hết. Mà nhiều khi tự ý thức chùa không có tiền, hồi thọ Pháp Hòa còn làm sa di, mỗi buổi sáng quy định cho bản thân mình rửa mặt, súc miệng, cái ly nước vậy nè, 2 ly thôi, tắm là 1 xô nước. Thầy không bao giờ thầy biểu chuyện đó, nhưng tự mình ý thức, mình kiệm phước, không dám xài phí, sợ tổn phước.
Rồi bây giờ đây, cho dù mình có đủ các thứ nhưng cũng không dâm phi. Bởi vì mình phí là mình tổn phước. Chứ đừng có nghĩ rằng mình có là cứ xài thoải mái đi, xài tự tại đi. Xài tự tại kiểu đó đó, phước nó tổn cũng tự tại lắm, nó rào ao vậy đó, không dám làm. Cho nên cho dù bây giờ dư giả cũng không phí, đủ xài là được rồi. Những cái tờ giấy lao lao miệng ăn cơm mà tờ to to cất lại, lao chỗ nào cuối cùng, đến khi nào không xài được nữa mới dục, chứ không phải dám bỏ tùm lum. Như vậy mà mình còn sợ phước mình tổn giảm nữa, huống chi mà mình cứ phung phí. Đừng có nghĩ là chỗ công cộng như chùa chiền thoải mái đi. Mình tới chùa, mình ở chùa nguyên ngày uống nước đó, lấy cái ly ghi tên mình lại, cả ngày mình dùng cái ly đó. Chứ 2 phút uống ly bỏ, 3 phút uống ly bỏ, mình ở chùa ngày đó không 10 cái ly. Mà 100 người thì bao nhiêu ly, 1000 người thì bao nhiêu ly. Tốn kém thì chưa nói mà tổn giảm môi trường sống. Mà khi mà môi trường này nó bị ô nhiễm thì ai là người hưởng? Cũng mình hưởng thôi chứ ai đâu, không? Cho nên hễ mình thả cái nhân ra thì khi cái quả nó đường cùng, nó return, nó trở lại thì cũng là mình hưởng chứ không có ai đâu. Cho nên mình phải có là cái người sống tự tại, là mình thấy rõ tất cả mọi cái cuộc sống của mình. Nghèo cũng có cái hay, giàu cũng là một cái tốt. Nhưng mà nhiều khi thiếu trí tuệ thì chúng ta bắt đầu ỷ cái tiền của chúng ta phí. Mà phí như vậy rồi thì phước nó giảm. Cho nên thưa đại chúng, nước Mỹ tuy nghèo vậy đó, nó nghèo là nghèo cái gì? Nợ dữ lắm. Nhưng mà nước Mỹ vẫn không ngưng làm phước. Mặc dù vậy đó, nhưng mà hễ thử một cái nước nào Á Đông mà thiên tai coi, nước Mỹ cũng sẽ có mặt. Không? Thành thử ra cái phước nó vẫn có chứ không phải không. Bất cứ hoàn cảnh nào, nước Mỹ vẫn là cái nước cường mạnh số 1. Đời sống của mình ở đây tốt, cho nên mình phải nhận ra cái đó để mình sống tự tại. Mà bây giờ cái tự tại của mình ở đây là gì biết không? Cái quan trọng là đừng để bị ràng buộc bởi những cái phiền não li ti, tự mình làm cuộc sống mình không thoải mái. Lẽ ra cuộc sống mình thoải mái, nhưng chính mình đã làm nó không thoải mái. Thứ năm là gì? Giải thoát tự tại. Giải thoát tự tại là sao? Giải thoát tự tại là cái tâm mình nó tùy ý, mình không có bị những cái ràng buộc. Bị chỉ chữ giải là mở. Kế đến là thần lực nguyện. Giải thoát là do gì? Do nhẫn nhục. Cái người mà họ sống thoải mái là do nhẫn nhục, tại vì họ biết họ không gây thù chuốc oán gia. Họ không có nói những cái điều sai quấy. Có được cái đức nhẫn thì tự nhiên có giải thoát. Còn có được sống tự tại là nhờ có giữ giới. Có được cái nguyện lớn là nhờ gì? Nhờ sự tinh tấn. Hôm qua Pháp Hòa có nói sơ về chữ nguyện đó. Mình sống mà không có nguyện á, tu không tới. Ví dụ như Pháp Hòa nói chiều nay Pháp Hòa mời quý cô tới chỗ đó tham dự được không? Không biết à. Khi nào tôi đi được là tôi đi. Người nói như vậy có đi không? Cái cơ hội đi hiếm. Bị nói như vậy thì không có để cái điều đó trong lòng. Đi cũng được, không đi cũng sao. Nhưng khi mình nói rồi, chiều nay 4 giờ tôi sẽ có mặt chỗ đó, thì khi mình nói như vậy thì cái câu nói đó nó để trong lòng. Mà khi để trong lòng là cố gắng mình nhớ. Cho nên tu cũng vậy. Nó thôi không hứa đâu, hứa không làm tội. Phật đâu có bắt tội mình mấy chuyện đó. Thí dụ giờ nói tôi hứa tôi đi chùa ngày hôm nay, sáng nay bận việc không đi cũng không có tội. Đừng có sợ là hứa đi rồi không đi tội. Cho nên ai hỏi mình gì cái thôi tôi cũng hứa đâu, hứa không làm tội. Mà chính không hứa tức là không nguyện. Mà không nguyện thì sao? Mình tu là phải phát nguyện. Ví dụ như mình nguyện ăn chay nè. Có nhiều khi mình không nguyện thì sao? Tôi không có nguyện, nguyện ăn không ăn tội lắm. Thôi kệ đi, để tôi ăn được nhiêu tôi ăn. Mà hình như không có nhiêu tôi ăn hết. Mà nói tóm là không ăn bao nhiêu hết. Tại vì có nguyện gì đâu.
không? Còn nếu mình nguyện, tôi nguyện mỗi tháng ăn 2 ngày thì sẽ cố gắng tranh thủ mỗi tháng 2 ngày. Cho người tu mà không có nguyện thì cái nguyện đó là cái thang để dẫn dắt mình. Cho nên tại sao Phật tử phải quy y? Thì chính cái lễ quy y đó đó, nó giúp cho mình tăng trưởng được cái lực để chúng ta tiến tu. Cho nên cái kế là nguyện xong rồi gì nữa? Lực. Lực là sức mạnh. Mình có cái nguyện xong rồi thì cho có cái thần lực. Thần lực là gì? Nội tâm vững chãi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mình không thích cái điều đó, nhưng mà tự nhiên hôm đó nó đến với mình một cách rất là đột ngột. Mình không có nghĩ rằng mình sẽ gặp cái trường hợp. Nhưng mà mình vẫn giữ được cái thái độ mình bình thản do cái nội lực mình quán chiếu bên trong. Con người mình á, quý vị thấy Đức Phật á, nhiều khi nói Phật có thần thông, không phải Phật bay nhảy gì đâu. Thần thông của Phật tức là cái định lực ở trong người của Ngài. Bằng chứng á, là quý vị đọc sử của Ngài, nghe người ta tới chửi Ngài, tới vu oan cho Ngài. Nhưng mà mình đó là mình đổi sắc. Nhưng mà Phật có cái định lực đó. Phật quán chiếu, Phật thấy được cái túc duyên, cái nghiệp chướng của Ngài. Cho nên cái người sống Pháp Hòa ví dụ ha, nếu mà hôm nào mình sống trong gia đình của mình, mình có một cái người đó trong gia đình mình, họ hay tánh tình họ như vậy, cho nên mỗi lần mình gặp họ đó, hồi trước mình còn nổi xung thiên với họ, chứ từ từ giờ mình hình như mình cũng bớt đi rồi. Nhưng mà mỗi lần họ nói những cái điều đó, tâm mình vẫn vững, rồi bây giờ mình có được cái thần lực bên trong. Cho nên cái lực tự tại đó, cái thần lực tự tại không phải là mình ra oai với ai, nhưng mà cái sức mạnh của nội tâm, mình thấu rõ mọi vấn đề. Trí tự tại là do mình có được cái ngôn ngữ ứng xử trong đời. Rồi cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng gọi là pháp tự tại. Pháp tự tại là sao? Nghĩa là bất cứ việc gì mình nói ra, nó đều ứng hợp với căn cơ, thời điểm. Căn cơ là khế cơ, hợp với đạo lý gọi là khế lý. Mà người nói khế lý khế cơ là người nói được nghĩa của kinh. Pháp Hòa ví dụ như mấy em nhỏ, nó ngồi đây nãy giờ đó, mình nói thì rất là khế lý, nhưng mà bởi vì tiếng Việt các em nó không hiểu, phải không? Thì không khế cơ. Lý thì có đó, nhưng mà căn cơ không hiểu. Thì như vậy là thiếu cái phần trọn nghĩa của chữ kinh. Thường thường mình nói ô đi tụng kinh, đi tụng kinh, thì người ta đặt câu hỏi với mình, kinh là gì mà phải tụng? Vậy thì kinh là gì, phải cần học, phải nghiên cứu? Bởi vì tất cả những gì trong kinh nó đều phù hợp, một là căn cơ, hai là lý lẽ. Hợp được căn cơ, hợp được lý lẽ, cho nên gọi là kinh. À, chữ kinh nói cho đủ là khế kinh. Khế kinh là gì? Chữ khế là khế hợp, hợp với chân lý, hợp với căn cơ. Đó là chưa nói năm nghĩa của kinh. Kinh như là một sợi dây đo lường để cho chúng ta đi cho nó tới, cắt gỗ cho nó ngay, cho nên gọi là thằng mặt. Mình muốn cắt gỗ cho ngay, mình kéo cái dây chỉ mà có phấn á, căng từ đầu này qua tới đầu đó, búng cái phấn nó rớt xuống, rồi là đem cái miếng gỗ đây lên cái cưa, cưa đúng ngay cái đó thẳng. Vậy thì kinh là sợi chỉ đó đó. Kinh là thằng mặt. Kinh là dòng suối mạnh. Bởi vì rác mà nó có dính vô những cái ngõ ngách á, dòng suối mà chảy mạnh xuống thì tẩy đẩy hết những cái rác ra ngoài. Tâm mình mà còn chứa một chút gì phiền não, nhờ lên tụng thời kinh nó cũng bớt, tại vì nó đẩy ra bớt. À, tôi giận người đó quá, tôi không muốn gặp mặt người đó, bây giờ tôi xách giỏ tôi đi chùa đây. Không muốn gặp mặt ở nhà, cái xách giỏ đi vô chùa. Đi vô chùa cái mở kinh ra tụng. Có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt,
gây nên nội kết dài lâu. Nay con hướng về Tam Bảo, ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Trời sao giống mình quá. Đọc cái lời kinh trong đó sao giống mình quá. Không có ngày không nói với nhau. Chia cách hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt. Gây nên nội kết dài lâu. Nay con hướng về Tam Bảo, ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Đúng ý mình quá, đúng bệnh của mình quá. Rồi hết buồn hết giận. Thậm chí giận cái người kia, trước khi ra khỏi cửa nhà chết đâu chết khuất cho rồi, sống bực bội quá. Nhưng mà tới hồi đi vô trong này, ngay đám cầu siêu, hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô. Hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Đọc vậy xong cái nhớ trực lại, trời nãy mình dũa người kia, chết đâu chết khuất cho rồi. Cái nhớ trực lại thì tự nhiên cái phiền não mình nó dợi đi, phải không? Cho nên á, trong kinh Di Đà nói á, quá 10 muôn ức cõi sẽ đến cực lạc. Chỉ cần qua 10 muôn ức cõi sẽ thấy được cực lạc, nhớ không? Kinh Di Đà nói vậy đó. Vậy thì 10 muôn ức cõi này là gì? Là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi, năm thứ rồi, phải không? Là ác kiến, là biên kiến, là tà kiến, là kiến thủ, là giới cấm thủ. Chỉ cần qua được 10 cái đó thấy được cực lạc. 10 muôn ức cõi trong kinh Di Đà muốn nói đó là cái đó đó. Thấy không? Quá 10 muôn ức cõi có một thế giới tên là cực lạc. Tại vì mé bên này là cực khổ. Mé bên này là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, là ác kiến, là biên kiến, là tà kiến, là kiến thủ, là giới cấm thủ. Cho nên cực khổ. Vượt được 10 cái đó liền thấy cực, cực lạc. Trong cõi cực lạc có Đức Phật Di Đà hiện đang thuyết pháp, phải không? Này Xá Lợi Phất, ở cõi cực lạc á, chim nó hót, nhớ không? Bạch Hạc, Khổng Tước, Ca Lăng, Tần Già, Cộng Mạng, tất cả các loài chim đó hót lên. Người ta nghe tiếng chim hót cũng sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Trời ơi, người mà vui rồi đó hen, không còn tham sân si mạn nghi gì, ngồi ở cái gốc cây chỗ chùa Đông Hưng này nè, chim nó hót cũng, trời chim bữa nay hót hay quá ha. Tại mình mà người mà không mà an vui rồi đó hen, hát hay cũng nói hát dở quá. Cái người mà buồn rồi không có nghe cái gì nổi hết, còn cái người vui rồi tiếng chim hót cũng thành ra tiếng Pháp, cái lá nó rơi cũng thành ra Pháp. Cho nên cực lạc là gì? Là khi tâm mình vượt mọi khổ đau, sống trong cảnh vui, gọi là cực lạc. Cho nên cực lạc ở đâu xa? Cực lạc ở trong ta. Vừa rồi có một cô hỏi thầy ơi, cực lạc có xa không? Thầy Pháp Hòa mới nhớ một vị tổ mới nói một cái câu như thế này: Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người. Ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Trăng mình nó lặn nhưng mà nó có rời trời đâu. Cũng như vậy, cực lạc không có ở đâu để mà phải đi tìm. Cực lạc nó ngay ở trước mặt mình. Mà cái quan trọng là mình có cặp mắt cực lạc để mình nhìn không. Có nhiều khi á, bước vô nhà, trời ơi nhà sao nó tới hù à? Mở đèn lên coi bay. Mở hết lên đèn vẫn tối. Tại vì mắt mình đeo một cặp kiến đen. Có không? Đó. Nhiều khi mình mang một cặp kiến đen mình quên mất đi. Rồi mình tới bước ra ngoài đường, sao trời hôm nay âm u dữ vậy? Rồi mình biểu là phải thế này thế kia, nhưng mình quên cặp mắt mình còn mang cả một cặp mắt kính đen. Lột cái mắt kính đen đó thì bầu trời quang đãng, đèn không mở mà vẫn sáng. Mình cũng vậy. Hễ tâm mình mà còn chứa một cặp kính đen đó như bít mắt mình, tâm mình còn tối thì ăn gì cũng thấy không ngon, ngồi đâu cũng thấy buồn, nghe gì cũng thấy dở. Người ta cười mà mình không cười nổi. Thấy không? Mở phim hài ngồi trước mặt ta cười rần rần mà sao mình không thấy cười. Còn những lúc mình vui coi, không thấy nó nói gì cười mà ngồi cười. Đó. Cho nên thưa đại chúng, trong kinh Viên Giác dạy: Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác.
Người mà biết nó là giả thì liền hết khổ. Tri huyễn tức ly, tức là người mà biết nó là giả thì liền lìa nó. Mà người lìa được nó rồi là người giác. Thí dụ bây giờ mình coi phim hề, mấy anh hài cười thôi là cười. Nhưng mà tại sao mình cười? Tại vì anh nói vui. Mà cái vui đó vẫn là huyễn thôi, tại vì anh phải làm cái đó để cho mình vui. Rồi hôm nào mình coi cải lương cái mình khóc theo. Tại sao mình khóc? Vì nó buồn, nó giống cảnh của mình. Cho nên rồi mình bị cảnh, thể cả trong kia vui cái mình vui, cảnh buồn cái mình buồn. Mà thậm chí trong đó nó đóng cái vai ác của mình. Ngồi này mình nghiến răng, thằng kia mà ác dữ. Chết đâu chết cho rồi, thí dụ vậy. Mà dính dáng gì tới mình đâu. Rồi mình ngồi mình bình phẩm, mình đủ thứ hết. Thế là mình không có cái pháp tự tại. Mình phải thấy cái gì huyễn mà cái gì là huyễn. Thấy cái thì khi mình giật mình á, trời người ta đóng cải lương quá chi ngồi khóc. Hiểu ra vậy cái là tri huyễn rồi, tức ly, liền ly liền. Mà hãy ly được đó rồi là người giác ngộ. Thôi thì hôm nay nhân cái ngày lễ kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm do chùa Đông Hưng tổ chức, ngày hôm qua Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng về cái chữ Ba La Mật. Nghĩa là chúng ta phải thực tập như thế nào, tu tập như thế nào để cái chữ Ba La Mật, nghĩa là tròn vẹn đó, nó được đúng nghĩa. Hôm nay mình nói tới hai, mình nói tới hai chữ quán và tự tại. Quán là cái nhân tu, tự tại là cái quả tu. Và nếu người muốn được cái tự tại đó thì Ngài Khuy Cơ hướng dẫn mình một vài cái cách để chúng ta quán để có được tự tại. Tự tại ở tâm, tự tại ở cảnh, tự tại ở sự sống của mình, tự tại ở nghiệp việc làm của mình, tự tại ở cái nguyện của mình, tự tại ở cái thần lực của mình, tự tại ở cái trí của mình. Cái người mà người ta có được tự tại rồi, người ta không ràng buộc, người ta đến đi thông dong lắm. Người ta mời mình tới ăn cơm, rồi lát tôi tới chơi nghe, chị mời ai với ai. Cái người ta kể lô cái có cái tên mình không ưa, thôi 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 khỏi, có người đó tôi ở nhà. Thế là mình bị đứt dây thần thông. Cho nên thần là gì? Thần là khả năng, thông là suốt, cho nên gọi là thần thông. Thần thông là cái sức mạnh, cái khả năng mà mình đến đi tự tại, không ràng buộc bởi cảnh, bởi người. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là thần túc thông, đến đi tự tại. Mà người có được cái thần lực đó rồi thì có phải tự tại không? Cho nên gọi là thần lực tự tại, nguyện tự tại. Cái nguyện đã nguyện rồi thì không có nề hà. Cho nên ngày xưa các vị đệ tử mà phát nguyện làm các vị mà sứ giả của Phật đó, chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện trọn đời dấn thân cho đạo. Đạo pháp cần chúng con đến, chúng sanh cần chúng con đi, chẳng nề gian lao, chẳng từ khó nhọc. Mình đã phát cái nguyện đó rồi thì bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng đi. Đó gọi là nguyện tự tại. Và đi không ràng buộc thì gọi là thần lực tự tại. Và đến nơi nào tùy thuận mọi căn cơ mà nói pháp, gọi là pháp tự tại. Hiểu ý không? Thì sống được như vậy thì chúng ta ứng dụng được cái từ quán tự tại một cách linh động. Và bây giờ tự tại này không còn là một danh từ cho một đấng Bồ Tát nào nữa, mà cái tự tại này nó ở trong tất cả chúng ta. Có thể chúng ta không có trọn vẹn tất cả tự tại, nhưng ít nhất cũng một phần nào. Mà hãy tăng trưởng được phần nào thì mình vui được phần đó. Cho nên chữ giới đó, để chúng nhớ năm giới nè. Trong năm giới quý vị giữ được 4 cũng tốt, được 3 cũng được. Tại vì giữ được giới nào thì an vui giới đó. Cho nên chữ giới được dịch là biệt giải thoát. Biệt giải thoát là gì? Là giải thoát từng phần. Anh không sát sanh thì anh liền an vui ở giới sát sanh. Anh không trộm cắp thì anh sẽ thoải mái nhẹ nhàng ở giới trộm cắp. Hãy giữ được giới nào thì nhẹ nhàng giới đó.
Cho nên gọi là biệt giải thoát. Mà biệt giải thoát là chữ phiên dịch nghĩa của chữ giới. Thì đừng có sợ giữ giới, tại vì có giữ giới mới có tự do. Thôi thì hôm nay nhân ngày Bồ Tát Quan Âm, chúng ta thường ca tụng ngài là Bồ Tát Quán Tự Tại. Thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng cái pháp tu tự tại, mà nhờ có cái quán đó mà chúng ta tự tại mọi việc. Thấy không? Trời mưa thì mặc trời mưa, nhưng mà mưa quá mình ở trong nhà. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.